được gặp lại quý vị và các bạn trong kênh tin tức sau Việt ngày hôm nay. Và Đan tin chắc chắn rằng trong những phút tiếp theo của chương trình thì chúng tôi sẽ mang lại cho quý vị những thông tin nóng hổi nhất để quý vị thực sự có những giây phút thư giãn và thoải mái. Nhưng quý vị cũng đừng quên nhấn nút theo dõi kênh và bật chuông thông báo để chúng ta có thể cập nhật được những thông tin nóng nhất và mới nhất mỗi ngày quý vị nhé. Còn ngay bây giờ thì mời quý vị hãy cùng nhau đến với những thông tin nóng nhất của ngày hôm nay. Hoài Linh và Sau Việt gửi lời chia buồn đến Quang Hà khi mẹ nuôi mất. Vì tình hình dịch bệnh nên những người thân của nam nghệ sĩ đã nhanh chóng hoàn tất tang lễ, hạn chế tụ tập đông người. Quang Hà là một trong những cái tên giữ được độ hot nhiều năm qua đối với khán giả. Anh đắt show từ trong đến ngoài nước. Người hâm mộ tìm đến anh để được thưởng thức những đêm nhạc hát live toàn bộ cùng nhiều bản hit qua nhiều năm. Bên cạnh đó, Quang Hà còn gây chú ý khi sở hữu khối tài sản vài chục tỷ đồng. Hàng chục căn nhà khắp mọi nơi, anh cũng là một trong những đại gia ngầm của showbiz Việt. Anh trai Quang Hà thông báo mẹ nuôi qua đời. Cách đây vài giờ, trên trang cá nhân, anh Quang Cường, anh ruột kim quản lý Quang Hà, đăng tải hình ảnh về đám tang của mẹ nuôi. Được biết bà qua đời ở tuổi 89 và ngay trong thời điểm dịch bệnh. Chính điều này nên người thân của nam ca sĩ không đăng tin thông báo hay làm rình rang vì tránh sự ồn ào, không tụ tập đông người. Cụ thể, anh trai nam ca sĩ cho hay hậu sự cho mẹ đã xong do dịch Covid-19, không cáo phó vì bị cấm tổ chức lễ tang nên việc tổ chức báo hiếu cho mẹ không được chu toàn theo ý nguyện vì quá đột ngột. Nên chị em con cháu nội ngoại cũng đã cố gắng hết sức rồi à. Mong mẹ yên nghỉ, tạm biệt mẹ. Mẹ nuôi Quang Hà qua đời trong mùa dịch, đám tang không được tổ chức. Quang Hà cũng đau buồn chia sẻ, cầu mong hương hồn mẹ an nghỉ nơi cửa Phật, mong mẹ an nghỉ thanh thản. Dàn Sau Việt chia buồn với gia đình Quang Hà. Ngay lúc này, rất nhiều đồng nghiệp tỏ ra bất ngờ trước thông tin đáng tiếc, phải nhanh chóng gửi lời chia buồn, động viên tinh thần cùng với gia đình. Bởi lễ tang diễn ra ở xa và gói gọn nhất có thể nên mọi người không thể đến tận nơi để viếng. Hoài Linh vừa kết hợp trong live show gần nhất với Quang Hà nên anh gửi lời chia buồn, còn Thanh Thảo bao năm qua đã rất thân thiết với nam ca sĩ. Hoài Linh xin chia buồn cùng em và tang quyến. Thanh Thảo: ô sao bất ngờ thế này, em xin chia buồn sâu sắc đến anh và gia đình. Đông đảo các nghệ sĩ như Tuấn Hưng, Cao Thái Sơn, Viu Anh, Thúy Nga đều động viên anh em nhà Quang Hà. Được biết tang lễ diễn ra trong vòng 2 ngày và anh em nam ca sĩ cũng như người thân đã cố gắng làm trọn vẹn nhất. Đây có lẽ là khoảng thời gian đáng nhớ nhất đối với Quang Hà khi vừa cách ly, gia đình lại có tin buồn. Ân Hoàng Phúc: tôi không bao giờ đánh con riêng của vợ. Ân Hoàng Phúc cho biết bản thân đã có nhiều thay đổi từ khi làm chồng, làm cha của một gia đình nhỏ. Anh cũng có cách cư xử khéo léo với con riêng của vợ. Sau quyết định lập gia đình và có con, Ân Hoàng Phúc cho biết cuộc sống của anh đang rất tốt, mọi thứ đều ổn định và tận hưởng những tháng ngày hạnh phúc bên cạnh gia đình nhỏ. Đặc biệt trong công việc, bên cạnh việc phải chăm lo cho gia đình khi đã có con, nam ca sĩ chia sẻ, anh vẫn luôn được sống hết mình với niềm đam mê ca hát. Khi có sự hy sinh của bà xã, âm thầm đứng phía sau làm hậu phương ủng hộ và hỗ trợ hết mức cho chồng. Chia sẻ phóng viên về cuộc sống hiện tại của mình, Ân Hoàng Phúc cho hay, 5-6 năm qua bà xã đã lui về làm quản lý công việc cho tôi. Tôi nghĩ đây là một quyết định rất đúng đắn, mà có lẽ bà xã của tôi cũng có cùng suy nghĩ như vậy. Để có công việc sự nghiệp tốt nhất, hoàn hảo nhất cho tôi thì rất cần một người phía sau hỗ trợ cho mình, trong đó có cả những công việc được xem là không tên mà chắc chắn rằng tôi đã không thể nhúng tay vào. Tôi nghĩ bà xã đã hy sinh cho tôi rất nhiều. Tôi chỉ có cách phải sống thật tốt, cố gắng vun đắp tình cảm, tình yêu để bà xã không phải buồn về mình. Tôi nghĩ đó là cách tốt nhất để bù đắp lại cho sự hy sinh, dám từ bỏ niềm đam mê của vợ. Ông Hoàng Phúc kết hôn với người mẫu Kim Cương khi cô đã có một con riêng. Khi được hỏi anh có bị áp lực với những lời ra tiếng vào của dư luận không, anh cho biết, tôi không thể kiểm soát hết miệng đời. Họ đâu ở trong cuộc đâu mà hiểu hay cảm thông. Với tôi, con nào cũng là con. Khi tôi nuôi dưỡng và chăm sóc bằng cả tấm lòng yêu thương thì con mình sẽ cảm nhận được và yêu thương lại mình. Nó sẽ không còn khoảng cách nữa. Nói về việc đối xử với con của vợ, anh tâm sự, riêng cách dạy con của tôi là không bao giờ lớn tiếng hay đánh đập con. Tôi không phân biệt con riêng hay con chung, tôi chỉ nói cho con hiểu điều gì đúng, điều gì sai. Con nhỏ giống như một tờ giấy trắng, chúng ta vẽ điều gì lên phải cân nhắc vì nó sẽ lưu lại suốt đời. Nếu chúng ta mắng chửi thì lớn lên con sẽ bị ám ảnh, dẫn đến những hành vi suy nghĩ lệch lạc. Cách dạy của tôi là nhìn vào thế hệ trước mà rút kinh nghiệm, cái nào tốt thì phát huy, cái nào chưa tốt thì thay đổi. Tôi hay nói với các con, điều này làm là đúng, điều này làm là sai để các con tự suy nghĩ, cảm nhận, sửa chữa lỗi lầm của mình. Giọng ca tôi không tin, không giấu được vẻ hạnh phúc trong cuộc hôn nhân viên mãn với Kim Cương. Chắc chắn là tôi đang rất hài lòng với cuộc sống hiện tại. Có được một gia đình, có một người vợ luôn rất yêu thương và biết hy sinh cho chồng, có thêm hai con, một trai một gái.
Tôi không bao giờ dám nghĩ mình có được hạnh phúc như thế này, nhưng thật sự thì nó đã diễn ra. Nên tôi cảm thấy bản thân rất may mắn, phải dặn lòng phải trân trọng hạnh phúc này từng ngày một, ông Hoàng Phúc chia sẻ. Ngoài vai trò của một người chồng, một nam ca sĩ được nhiều người mến mộ, thì ông Hoàng Phúc còn được khen ngợi đúng chuẩn ông bố bỉm sữa. Những hình ảnh thay tả cho con bú bình của ông Hoàng Phúc khi chia sẻ lên mạng xã hội đều nhận được nhiều phản hồi tích cực, khác xa với hình ảnh hào nhoáng và máu lửa khi đứng trên sân khấu. Ông Hoàng Phúc cho biết anh có thể làm được những công việc của phụ nữ khi chăm con mà cảm thấy bình thường. Lâm Khánh Chi nói về tin đồn ly hôn chồng. Tôi đã dọn về nhà bố mẹ đẻ được mấy hôm rồi. Ca sĩ chuyển giới Lâm Khánh Chi đã dọn về nhà mẹ đẻ sống, còn ông xã Phi Hùng ở nhà của hai vợ chồng. Cô cho biết sức khỏe mình rất yếu, đang phải truyền nước biển sau biến cố vừa qua. Vợ chồng Lâm Khánh Chi được cho là trục trặc hôn nhân khi mới đây ca sĩ chuyển giới này mượn lời bài hát để bày tỏ tâm sự. Có lẽ em và anh chia tay sẽ đẹp hơn nếu ta xung vầy. Tuy chỉ là một chi tiết nhỏ, nhưng đã cho thấy mối quan hệ giữa nữ ca sĩ và chồng trẻ kém 8 tuổi Nguyễn Phi Hùng gặp trục trặc. Xem lại lịch sử chỉnh sửa của Lâm Khánh Chi, công chúng còn bất ngờ hơn khi cô đề cập chuyện dọn về nhà ba mẹ đẻ sống. Người đẹp chuyển giới chia sẻ, có lẽ em và anh chia tay sẽ đẹp hơn nếu ta xong vầy, Khánh Chi dọn đồ về nhà ba mẹ ở đây. Chiều 13 tháng 4, chia sẻ với phóng viên Người Đưa Tin, Lâm Khánh Chi cho hay, từ qua đến nay, nhiều người liên lạc với tôi để hỏi về chuyện riêng, nhưng tôi mệt nên không trả lời được, cũng không muốn nói nhiều về chuyện riêng. Tôi chỉ chia sẻ một điều, đúng là tôi mới dọn về nhà bố mẹ đẻ để nghỉ ngơi, tịnh dưỡng. Vài ngày nữa khỏe hơn, tôi sẽ chủ động kể hết câu chuyện của hai vợ chồng. Và chia sẻ lý do tôi về nhà bố mẹ ruột mình vào lúc này. Tôi và anh Hùng tạm thời không sống chung nữa. Anh Hùng vẫn ở lại nhà cũ của chúng tôi để trong cô súp thời trang mỹ phẩm. Tôi đang buồn và mệt nên không nói gì nữa đâu. Nữ ca sĩ chuyển giới chia sẻ thêm, cô bị sốc thuốc do uống giảm đau. Loại thuốc này chỉ được uống khi no, nhưng vào cuối tuần qua Lâm Khánh Chi đã uống lúc chưa ăn gì, dẫn đến co giật, tay chân bủn rủn không thở được. Cô cho biết hiện tại sức khỏe vẫn còn yếu, còn phải truyền nước biển. Hồi tháng 1 năm nay, vợ chồng Lâm Khánh Chi còn cuốn quýt mặn nồng. Họ tổ chức tiệc kỷ niệm 2 năm ngày cưới, kết hợp làm hôn lễ hoành tráng cho 10 cặp đôi trong cộng đồng LGBT hôm 11 tháng 1. Trong sự kiện, Lâm Khánh Chi gặp lại người yêu cũ, nhưng ông xã không ghen mà còn ủng hộ vợ tổ chức đám cưới cho tình cũ. Ca sĩ chuyển giới Tình Hạnh Phúc chia sẻ, chồng trẻ rất hiền và luôn yêu chiều cô. Tổ ấm của họ thêm trọn vẹn khi có thành viên mới là bé Thiên Long. Từ cuối năm 2018, nhóc tì chào đời bằng phương pháp mang thai hộ tại Thái Lan. Lâm Khánh Chi tên thật là Huỳnh Phương Khanh, sinh năm 1977 tại thành phố Hồ Chí Minh. Từng là ca sĩ được yêu thích những năm 2000 với nghệ danh Lâm Chí Khanh. Năm 2012, ca sĩ thừa nhận đã phẫu thuật chuyển đổi giới tính và lấy nghệ danh là Lâm Chí Khanh. Đầu năm 2016, cô đổi nghệ danh là Lâm Khánh Chi. Chồng cô tên Phi Hùng, sinh năm 1985, quê gốc Nam Định và kinh doanh thành phố Hồ Chí Minh. Mối quan hệ của họ được gia đình hai bên ủng hộ. Họ làm đám cưới vào cuối năm 2017. Thời gian qua, cả hai thường xuyên chia sẻ những hình ảnh ngọt ngào hạnh phúc bên nhau. Bảo Hân chơi Trường Giang béo bụng không biết gọi là anh hay chú. Vừa mượn áo của Trường Giang, Bảo Hân của Về Nhà Đi Con liền chê nam danh hài béo bụng, sợ mặt không vừa. Quá trình hậu trường của các chương trình thời gian qua luôn gây được sự thu hút cho khán giả bởi những câu chuyện thực tế và hài hước không kém chương trình chính được phát sóng. Mới đây, những phút giây thú vị phía sau sân khấu khi hai ngôi sao Về Nhà Đi Con là Bảo Hân vai Ánh Dương và Quang Anh vai Bảo đến tham gia một game show cho Trường Giang làm MC đã được tiết lộ. Bảo Hân và Quang Anh vào miền Nam dự game show cùng Trường Giang. Bảo Hân, Quang Anh chê Trường Giang béo bụng và băn khoăn nên gọi là anh hay chú. Cụ thể, trong thời gian chờ đợi trước giờ ghi hình, hai cô cậu diễn viên trẻ liên tục tranh luận rằng nên gọi Trường Giang là chú hay anh. Cả hai khẳng định mình sẽ gọi bà xã của Lâm Danh Hài là chị Nhã Phương, nhưng mãi thắc mắc không biết có nên gọi là chú Trường Giang hay không. Quang Anh khẳng định phải gọi Trường Giang là chú. Bảo Hân lại thắc mắc vì sao gọi Nhã Phương là chị mà Trường Giang là chú, khiến anh đứng hình. Trường Giang sau đấy thoải mái gọi sao cũng được, không vấn đề. Cả hai vẫn không ngừng tranh luận, sau đó Quang Anh giải thích là vì Trường Giang tự xưng là chú. Bảo Hân còn tò mò đoán tâm ý của Trường Giang. Sau khi tranh luận, Bảo Hân tiếp tục lâm vào tình thế khó xử khi phải đi mượn áo của Trường Giang để mặc ghi hình vì trang phục của mình không phù hợp. Tuy nhiên,
Khi chỉ vừa cầm áo của nam danh hài lên, cô nàng liền sợ sẽ mặc không vừa vì cho rằng Trường Giang bụng béo. Cô nàng tỏ vẻ tội nghiệp và nhắn nhủ Trường Giang qua camera để mượn áo. Nhưng chỉ vừa cầm áo lên liền chê Trường Giang bụng béo. Ngay sau đó liền bị Trường Giang bắt quả tang. Bảo Hân khoe loạt ảnh khi tham gia phần phim Về Nhà Đi Con tuyên truyền chống Covid-19. Những ngày vừa qua, khán giả truyền hình đã có dịp gặp lại dàn cast của phim truyền hình quốc dân Về Nhà Đi Con, đặc biệt là gia đình của bố Sơn cùng ba cô con gái Huệ, Thư, Ánh Dương trong một bộ phim tuyên truyền chống Covid-19 mang tên Những Ngày Không Quên. Trước khi tranh thủ ốp máy để vào miền Nam quay game show, Bảo Hân đã khoe nhiều khoảnh khắc hậu trường khi thực hiện một tác phẩm ý nghĩa cho tình hình hiện tại. Ánh Dương hội ngộ với bố Sơn mùa dịch. Bảo Thanh cũng trở lại cùng dự án này. Bảo Hân chia sẻ cảm xúc về những ngày tham gia dự án đặc biệt. Khán giả đã được nhìn thấy cô nàng Ánh Dương lém lỉnh trên màn ảnh. Loạt câu chuyện hay hình ảnh phía sau camera luôn là những điều chân thật mà khán giả quan tâm. Mong rằng những phút giây hậu trường này đem lại cho người xem những khoảnh khắc thú vị hơn trước khi đến với những sản phẩm chính thức.